chào các bạn. Thế điện thoại internet. Các bạn gặp hết đâu rồi? Các bạn ơi, xin chào các bạn. Mình là mẹ. Chu, còn đây là mẹ mình. Đấy. Mẹ. Điện thoại internet đâu? Mẹ mình vừa mua một cái cặp lồng rất là đẹp. Mẹ. Cặp lồng này đẹp. Điện thoại internet đâu? Để mẹ. Con cho Chu. Ơ, cái thìa ở đây đâu rồi? Con lại vứt cái thìa của mẹ đi rồi, con tìm ngay cái thìa cho mẹ. Đấy. Cặp lồng này rất là đẹp. Để đựng cơm. Mẹ, điện thoại internet mẹ để ở đâu? Thì á, tìm ngay cái thìa cho mẹ nhá. Để mẹ review cái hộp cơm này cho các bạn xem nhá. Cho mọi người xem nhá. Internet. Internet 100.000. Internet mẹ ấy đâu chưa? Mẹ điện thoại internet đâu? Điện thoại internet nào? Internet đâu? Internet đâu? Mẹ chẳng biết cái điện thoại internet nào. Internet mẹ mang đi cho. Hả? Lần sau điện thoại internet mẹ mang đi. Ừ. Mang đi đâu? Mang đi. Để xem mọi thứ. Đi đi. Dạ. Ủa con ơi. Wow, trời cá trắng. Cá trắng đó. Nào cá nó khoe các bạn, cá của con đó. Dạ. Cá đẹp. Nhiều. Dạ. Chào các bạn đi. Cứ chào các bạn. Gà gà gà. Đây là con vịt của tớ. Nó đang cầm cái gì vậy? Không phải. Còn đây là. Đây là búp bê của tớ. Búp bê của tớ. Sao búp bê thơm con nhỉ? Ủa, yêu Chu Chu mẹ. Con thơm mẹ. Ôi, yêu chết. Ôi, yêu chết, yêu chết. Ôi, con trai tôi đẹp trai chết. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Con sốt mà. Hơi ấm ấm. Đẹp trai, đẹp trai. Trai đẹp đây. Trai đẹp không cao kính à? Tính đâu rồi? Bắt tính đi rồi. Đeo ngay tính vào mà không nhìn các bạn đâu. Và chào. Đấy, các bạn đâu? Các bạn thấy Su Su có đẹp trai không? Đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai, trai, đẹp. Bye bye các bạn nha. Con bye bye các bạn đi. Bye bye mọi người nha. Mẹ con mình đi chơi đây. Yeah.